Sữa bịch bạn đang dùng có phải hoàn toàn từ sữa tươi? Sữa bịch Đà Lạt Milk hoàn toàn từ sữa tươi với nguyên liệu tự nhiên. Sông Hoa Sông Kim nha, tôi là Quang Trung. Hiền lành và nết na, hiền lành và nết na. Biết mua lại biết cả, dễ thương thứ nhất nha. Nhớ bán thêm cho mình nha. Sao hiếp hóp phải như vậy? Ủa em đi, bị gì em đi? Sao vậy, người ta đang vui quá trời. Hôm nay mình buồn. Ai làm em buồn? Mình nghĩ là chồng của mình chỉ có yêu thương mình thôi. Mà dạo này mình có cái cảm giác là anh ấy yêu thương người khác nữa. Trời ơi. Chuyện này đừng có nói. Chuyện này nói ra ngoài mất công kỳ lắm. Đừng nói ra hết, đừng vậy, nói gì hết. Vậy bây giờ sao? Khán giả, giờ khúc này cắt phải không? Mà vậy nha, cái chuyện ghê gớm không phải là yêu một người. Trời ơi, chứ yêu mấy chục người. Trời ơi, chồng chị đi yêu ba người. Đừng có cho ai biết, đừng cho ai biết nha. Là mới là đó. Biết không, ngày nào đêm nào cũng gọi điện thoại gặp mặt nhau, bốn người chơi chung vui vẻ như vậy luôn á. Trời ơi, mà ngày nào cũng vậy, không nói chuyện là chết hay sao, ai giết hay sao ấy. Ôi, không coi chị Harry ra gì luôn. Ban đêm 2 giờ sáng mà vẫn nói chuyện với nhau bạn chát á. Trời ơi, người ta là 2 giờ sáng, em không bắt máy là giờ ta ngủ, mà 2 giờ sáng mà điện là chắc chắn là có điều gì mà bí mật rồi. Mà bốn người là bốn người sao anh anh Thành anh chơi nhóm luôn vậy chị? Chơi nhóm luôn? Mày cái nhóm đó có tên luôn mới ghê. Tên gì? Tên gì? Nhóm cờ cá ngựa. Quen ai ơi, nhóm này nghe tên quen. Cái nhóm gì đâu cờ bạc dữ vậy? Ừ. Nhóm đó là có bao gồm là nè, Quang Trung nè, Hết Hồn, Trúc Nhân nè, Ali Hoàng Yêu nè. Dạo này á, chồng em không có quan tâm đến em nhiều nữa. Ban đêm lúc nào cũng ôm em nói chuyện. Còn bây giờ là chỉ có ôm cờ cá ngựa nói chuyện mà thôi. À, cái đó là nhóm bạn, là em bạn. Anh thật sự ngu ngơ, bảo vệ người ấy cũng không xong nữa. Làm người yêu khó. Bạn vui vẻ thôi, nhóm bạn thôi. 2-3 giờ sáng thì cũng phải tôn trọng cái quan hệ vợ chồng chứ, đúng không anh? Dạ đúng. Thực sự ra anh nói thiệt với Harry là hồi nãy đi làm chương trình thì anh với Lâm vô tình thấy thấy một trong bốn con ngựa đó. Hả chị? Ai? Con ngựa nào? Chị Harry làm chị của em. Ai làm chị Ri buồn thì cũng như là làm em buồn. Tôi buồn luôn. Xin mời Quốc Khánh và Quang Trung. Cái gì? Đầu con ngựa. Trời, sao chị điểm mặt em, chị kêu em con ngựa? Mấy người ha, mấy người biết rủ rê đồng bọn tới đây. Không lẽ chị em tôi không có đồng bọn sao? Đúng, đồng bọn mình hôm nay rất là có chất nha, dữ lắm đó nha, không hề hiền đâu nha. Đó chính là Thiều Bảo Trang và Quỳnh Anh Xin. Xin mời. Xin mời. Quang Trung muốn nói gì? Thôi đi, từ từ. Sao hay giờ sáng? Chị em không đụng chạm nha. Sông Hoa Sông Kim nha. Tôi là Quang Trung. Hiền lành và nết na. Hiền lành và nết na. Biết mua lại biết cả, dễ thương thứ nhất nha. Nhớ bán thêm cho mình nha. Ok. Tiếp. Ok. Tiếp. Hay yeah.
diễn hài như cá kho tiêu, có nhiều thì mặn, diễn nhiều vô duyên nha. Vô anh luật chơi đi. Vô quạo nha. Nóng nè. Món ăn là phải có canh chua. Canh gì nè? Canh chua nấu với ruột bầu. Hai món nấu đó làm sao mà ăn được nè nhé. Everybody stand up. Làm thơ thì phải có vần. Thơ mà không vần thì nó ngang. Sữa bịch bạn đang dùng có phải hoàn toàn từ sữa tươi? Sữa bịch Đà Lạt Miu hoàn toàn từ sữa tươi với nguyên liệu tự nhiên. Gãy tay anh chị em hết rồi. Dạ, xin được cảm ơn phần trình diễn hip hop của khu phố em. Xin lỗi, chúng tôi thật sự ra rất là mê rap. Và xin lỗi anh em underground rất là nhiều. Hy vọng là ra đường anh em đừng quýnh tụi tôi. Em hay lắm, người ta hát rap mà em nhảy thành múa lân luôn, hay thiệt luôn. Hay tụi chúng ta thủng lân chứ. Còn khai trương. Chị Ri là em không nghe chị Ri đọc gì luôn. Chị Ri đọc gì vậy? Cái gì? Má giao lưu cho cố là tự tin lên. Rồi đọc dắp. Vì sao? Tại biết dắp cho nên giao lưu để khỏa lấp ở chỗ đó đó. Hay quá em ơi. Trời ơi. Giờ em cứu chị Ri. Chào mừng các bạn đến với chương trình Sao Quả Sao Kia. Và chủ đề hôm nay là mình chơi bạn hết lòng, bạn chơi mình hết hồn. Và trước khi mà quý vị khán giả đến với những vòng thi khốc liệt của Sao Hỏa Sao Kim thì xin mời khán giả hãy nghỉ giải lao chồng ít phút. Yeah.